Thưa quý vị và các bạn, vào dịp Tết thì nhiều gia đình có thể chi ra vài triệu đồng, thậm chí là hàng chục triệu đồng để mua về các cây cảnh như là cây quất hay là cây mai để trang trí ở trong nhà. Và thông thường thì sau Tết chỉ một vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh rất nhiều những cái gốc cây đó được vứt bỏ ra đường hay là trong các thùng rác. Và đây có thể coi là một sự lãng phí không hề nhỏ, bởi vì là chỉ trong một thời gian ngắn mà cái số tiền bỏ ra thì cũng không phải là ít. Và phóng sự ngay sau đây thì sẽ là những lời khuyên, những lời tư vấn giúp các gia đình có thể giữ lại các gốc đào hay là gốc quất mà đã được dùng trang trong dịp Tết vừa qua, trồng và chăm sóc lại như thế nào để sang năm chúng ta hoàn toàn có một cây có hoa, có thế như cũ và có thể kết trái theo ý muốn của các gia đình. Gia đình anh Nguyễn Văn Thuần năm nào cũng lựa chọn cho mình những cây quất, cây đào để trang trí nhà cửa mỗi dịp Tết đến. Bởi theo anh Thuần, Tết mà thiếu đi hai loại cây này như thiếu đi nét đặc trưng của Tết cổ truyền. Năm nay, sau khi chơi quất qua mấy ngày Tết, thay vì vứt bỏ, anh đã giữ lại trồng với mong muốn năm tới không phải bỏ tiền để mua cây mới. Mọi năm nhà tôi thì toàn chơi quất thôi. Thì có một vài năm thì cũng mang về thử trồng lại. Khi chơi sau ấy, thì cây nó chết. Cũng chẳng hiểu lý do gì mà gì sao. Nhưng mà tôi thấy là lá hay bị úa lắm, với cả rễ nó bị thối. Ngược lại, với kinh nghiệm trồng quất lâu năm, anh Đỗ Anh Tuấn lại rất thành công trong việc giữ lại những cây quất phục vụ cho năm sau. Cái việc đầu tiên là sau khi chơi quất Tết xong thì chúng ta phải tháo hết những cái dây thép buộc, những cây thép dây thép buộc ở cái cây quất này này ra, và sau đấy là mình trồng xuống dưới đất thì mình vặt hết quả luôn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là muốn chơi quất cho năm sau thì đến tầm khoảng tháng 6 thì phải há hết quả đi, chỉ để hoa lại thôi. Thì như thế là quả nó sẽ ra chín vào dịp Tết. Theo các chuyên gia trồng trọt, cây quất chơi xong mà trồng lại thì khó sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên nếu chăm sóc tốt, chúng ta vẫn có thể trồng và cho ra một cây quất đẹp cho Tết năm sau. Đối với cây quất cũng phải hết sức lưu ý là khi muốn có cây quất sang năm có quả đấy thì việc quan trọng là sau những ngày Tết, mùng 8, mùng 10 Tết là phải vặt bỏ hết quả. Đấy. Xong là cũng làm giống như đào, bỏ ra ngoài, trồng và tắm tưới nước, phun tưới phân đấy, theo cái quy trình kỹ thuật đề ra. Không chỉ có quất, khi chăm sóc đào cũng cần phải lưu ý nhiều yếu tố để có được một cây đẹp cho Tết năm sau. Ngay từ khi chọn đào, chúng ta nên chọn những cây khỏe mạnh, thường là những cây đào tơ. Sau khi hết Tết thì đánh ra khỏi chậu, cắt bỏ những cành răm, giữ lại những cành to. Khi trồng cần rải một lớp phân vi sinh xuống dưới lớp đất và tránh đưa ra trồng khi trời nắng. Chăm sóc phun thuốc theo định kỳ tầm 15-20 ngày một lần. Căn dịp Tết thì là có như các cái phương pháp truyền thống thôi. Mình sẽ khoanh vỏ, tháng 8 mình sẽ khoanh vỏ. Bởi vì khi mà trồng lên cây sinh trưởng, sức sinh trưởng rất là mạnh như thế, thì là đến tháng 8 thì là mình sẽ kìm hãm sinh trưởng, mình sẽ khoanh vỏ. Các chuyên gia cũng lưu ý, sau khi trồng đào được khoảng 1 tháng, chúng ta sẽ cắt tỉa thường xuyên để tạo tán đào theo ý muốn. Kỹ thuật trồng đào phải tiến hành theo quy trình chặt chẽ với chế độ phân bón khác nhau. Việc giữ lại những cây quất, cây đào Tết không chỉ giúp các gia đình tiết kiệm về mặt tài chính, mà đó còn là cách để bảo vệ môi trường.